Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay mình tiếp tục bẫy chuột đồng lên nước nha cô chú anh chị. Thì này nên bẫy điểm này nè. Điểm này bữa hổm nên cũng có bẫy hết lần rồi. Bữa trước nên đẩy cánh bên đó đó. Nay nên đặt lại lựa đường im im. Với bên với nên đặt theo cái mấy cái bờ bên đây nè. Tại bữa mấy bên này chưa có nước, bữa nay có nước rồi nè. Bữa nay có nước thì nên đặt theo cái bờ đê, mấy bờ đê con gì nè cô chú anh chị. Nè, cờ nên đặt nè. Ở đây có cái trại của bà con người ta để cắt để đồ nè, để phân, để bao bọng rồi đó. Trại người ta cắt giữa đồng. Có trồng mớp rồi nữa nè. Mấy trái mớp này đem về làm giống là cứng khừ luôn. Có mấy trái mớp non nè. Này chỗ này có nước nè, nên đặt theo mấy bờ đê, mấy cái bờ nhỏ nhỏ nè, bắt mấy con chuột mà lên nước nó ngập hang á, rồi nó chạy cập theo bờ đê, mà bờ đó của chúng chi thì nên đặt ở đây lên nước im quá chừng im luôn, mà không có ếch bắt của chúng chị, cũng có ếch nhưng mà nó kêu yếu xìu à, với hoàng tại để chăng á, chăng sáng quá sáng rồi bắt không có được. Chăng sáng quá cái ếch nó nhát, nó không dám gà. Rồi cho nên bắt không được đâu. Lên nước mấy bữa nay rồi. Lên mấy bữa rồi đó mà nước cũng không có nhiều tại đất khô quá đó. Rồi lâu cũng lâu có nước. Cánh bên kia thì chỗ xanh xanh đó người ta xả rồi. Còn bên này người ta chưa xả nè. Nên đặt theo mấy bờ đây còn gì không nè. Đặt theo tại đây nứt nẻ cái chuột nó ở đó. Theo mấy cái chỗ hang nứt đồ nè thì nên đặt theo à. Xe nên thì đậu trong kia rồi thì để nên xe tranh thủ nên đặt viết cho xong ha cô chú anh chị, thì nên hẹn cô chú anh chị lại tối nay ha, khi nào nên đi thăm á thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha, mong rằng bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Có không? Một con chuột ú á. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới. Thì chuột nhỏ. Hôm qua tối á nên cũng có đi thăm. Nhưng mà tại chỗ hôm qua chỗ nên mưa á, rồi tối mưa. Cho nên bận không mưa nên đi thăm rồi nên không có chia sẻ đến cô chú anh chị được. Giờ sáng cái nên đi thăm, đi cuốn gặp luôn nè. Hôm qua chỗ nên có đám mưa im lắm luôn. Mà hôm qua nên ra đây bắt ếch nè. Nên bắt ở tới đâu 1 giờ, 1 giờ ngoài gì luôn. Mà nên không có, không nghe con ếch gì kêu hết trơn luôn. Thấy thì nên đi vô ngủ luôn. Mà không biết hôm qua cũng có người bắt nữa mà ở lại bắt, không biết người ta bắt có không thì nên không biết. Tại nên thấy 1 vô ngoài rồi. Mà ông trời ông còn lâm găm á. Rồi cái nên không nghe con ếch gì kêu hết chứ. Không nghe ếch bọng gì kêu hết. Thấy gì thôi nên đi vô. Đây chuột nhỏ nhỏ không à. Nên đặt theo mấy cái bờ mẫu á, ra lên nước nè. Biết có lâu rồi chỗ nên có đám mưa im quá chừng im mà bắt ếch cũng không được gì hết trơn. Này mà tối mà phải ếch mà nghe kêu nhiều cái là bắt im gì đâu luôn, đặt sớ dễ bắt trong lỏng. Cái gì à? Giờ đau à? Chào ơi. Đây. Dạ.
cái này sập mà không dính. Sáng mưa lâm cầm nữa cô chú anh chị. Sáng trời mưa lâm cầm hơi nữa. Về chỗ nên đặt chuột là đặt theo mấy chờ có chỗ lên nước gì nè, đặt theo mấy bờ đê con gì không nè. Hên xui chứ giờ cho nên cũng hết chỗ đặt rồi, đã gắn đặt mất mót được nhiều hay nhiêu cho nên đặt mót không à, cho nên cái lượng chuột cũng không được nhiều. À, nên có điện thoại để nên nghe điện thoại. À, sáng giờ hai chồng lên cũng thăm sông suối chơi nè, cứ sáng dính cũng lấy gai không nhiều của chú anh chị ơi. Cũng ít, nói chung cũng đỡ thì sáng mớ tối mớ vậy đó. Thì cũng im, nhưng mà đa số thì chuột lở nhiều. Xã nên đang sắp xếp gặp vô có mấy con chuột, được mấy con chuột này bự nữa. Nó có mấy con trội trội gì à, còn nhiều là lỡ lỡ nhỏ nhỏ gì không à, nhóc luôn, tại sao lỡ không à, lỡ nhưng mà đỡ cái nó ú, nó có mỡ, được có mấy con bự rồi. Còn như nhỏ nhỏ không? Rồi, để nên sắp xếp gặp tiếp bà xã nên ha. Sáng trời ổng lâm gâm mà của chúng chị. Thì để chừng nào cái nên chạy về tới chỗ nhà bà Út á. Rồi nên sẽ tổng kết từ hồi tối, nên thăm hồi tối với nên thăm giấc sáng luôn coi được nhiều ha. Rồi, nên về tới nhà bà Út rồi nè. Cứ sáng này là cử giấc tối nên thăm nè, nên thăm lúc trời mưa thì nên bận áo mưa nên đi thăm cái này, bởi vì nên chia sẻ cho cô chú anh chị xem không được. Ê con đó cũng mấy rồi xíu nhỏ nhỏ không à, ú mấy đứa được á, không sao được luôn. Bữa hổm cái gọng kia con trọng không, bữa gọng kia con gì không mà anh không bắt nè, có đâu có. Anh dầm chuột với anh mà bị ấy rồi, quấn gà rồi. Này chắc mình cũng được nếu mà tính hết luôn chắc 4-5 kg gì không vậy, chắc cỡ 4 kg ngoài à. Con đó bỏ vô, con kia đổ bên kia, có mấy con kia đó. Đây chỗ nào bán lúa thu? Trong này nè, chỗ này nó để bán lúa đó. Để chạy vô trong này nè. Sáng bò bị quánh. Lì thì bị quánh thì sao? Này dính được con à? Dính được con ếch nè. Được như chuột á,
tối nên đi ra nên bắt ếch, tính bắt ếch mà bắt được có mấy con à. Rồi thấy nó tới 1 giờ mấy rồi cái nên không có nghe nó kêu bọng gì hết trơn, cái nên đi vô à, bắt được 4 con hay nhiều không vậy? 5 con à, con ớt dính 7 chuột nó mới 5. Ờ à, thì bắt được có 4 con à, bắt được 2 con ếch cái, 2 con ếch đực như 2 cặp mà không phải bắt cặp nên bắt lẻ. Tối mưa đám mưa im quá chừng im luôn mà nên không có nghe kêu, không có nghe kêu nhiều, nghe kêu lưa thưa mấy con à, nên tưởng đó không có đâu, nên đợi tới 1 giờ mấy luôn rồi thấy gì nên đi vô, tại vì sáng cái con nên còn cuốn gặp chuột á, nên thấy gì thôi nên đi vô luôn, thấy không có rồi nên đi vô. Ai về đâu cỡ khoảng 2 giờ mấy gì ếch mới ra cô chú anh chị, làm hại người ta bắt, người ta bắt có nên bắt không có luôn, công kỹ nên đợi mưa, giá cho có đám mưa lần bắt cho đã, ai về chết quớt luôn, ếch ra trễ quá. Tối đâu 2 giờ ngoài rồi à, nên nghe anh em nên nói 2 giờ ngoài với ếch nó mới ra nhiều, nó mới kêu gộ. Còn dắt 1 giờ mấy là nên nghe chỉ kêu lưa thưa 1-2 con kêu đầu sông con, cuối sông con, nên tưởng nó không có không, nên đi vô. À, dạ, nó ở lại nó bắt đâu tới 2 giờ mấy cái nó bắt im. Này nên làm ếch xào xả ớt ha cô chú anh chị, ếch xào xả ớt ăn cơm. Cái gì cắt giò cho nó ngắn ngắn đi, để dài quá nó thẳng, nó thẳng bằng đó. Nhìn hấp dẫn à. Giờ để cho nó sôi lên cái nó sắc xuống cái nữa là xong. Rồi ếch xào xả ếch cũng đã xong của chú anh chị con. Đó. Còn đây là bông súng bắp sỏi, sáng bác Út mua nè, rồi giờ bác Út bác cho nè, bác chia ra làm 2 người phân nửa nên bà... lấy nên bắp sỏi ăn ha, bà nấu chua. Bắp ốc thì nấu canh chua nên thì bắp sỏi, bắp ấy chua đó, ăn với ớt xào xả ha. Giờ thì tắm cái cho nó mát, nên đang cúng cơm của chú anh chị đó, nên đang ngồi ở trong chiếc chẹt nè, chỗ này thì như cái cabin ở trong chính giữa vậy đó, bích à, nên hai chồng nên ngủ ở đây đó. Ngoài kia thì sông nước nên đang ngồi trong này. Rồi thì nên sẽ mời cô chú anh chị cùng dùng cơm với vợ chồng nên ha. Rồi nên mời cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng nên ha. Mời ba mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm, mời ba mẹ ăn cơm. Ba ơi, ăn cơm với ớt, xào xả ớt. Lo ăn lại món này ngon rồi. Lâu ăn không ớt. Ớt
thôi. Ăn ít vậy mà nó ngon. Ở đây ăn cái ngắm phong cảnh luôn, không nớp. Mình tính quay ngược cái máy ra nhưng mà ra đây cái nó bị cháy ánh nắng đó chú anh chị, nhìn nó mờ cả mà nó không rõ, nó bị ngược sáng. Nào có nắng. Hôm nay có nắng, sáng lên mưa lầm gầm cái không. Giờ trời ui nè, giờ có nắng rồi nè. Mình nghĩ là tới chiều cái thế nào chắc cũng có mưa nữa quá. Video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào cả nhà.